Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng bổ sung 3 khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, tổng diện tích 567 ha vào quy hoạch. Lai Châu phát huy hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân. Sức mạnh cộng đồng trong bảo tồn di sản. Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc trên 20.000 tỷ đồng qua mạng. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung quy hoạch 3 khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. Trong đó, khu công nghiệp Sạch có diện tích 143 ha tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Khu công nghiệp số 3, diện tích 160 ha tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Khu công nghiệp số 1 diện tích 264 ha tại xã Lý Thường Kiệt và xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp đối với phần diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê còn lại chưa lấp đầy. Sớm đưa khu công nghiệp Lý Thường Kiệt 300 ha và khu công nghiệp Tân Dân 200 ha đi vào hoạt động. Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu được chính phủ phê duyệt, có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi. Đồng thời, tỉnh thực hiện đồng bộ việc quy hoạch phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp, đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đảm bảo thuận lợi cho việc phát triển, tăng cường các liên kết sản xuất trong khu công nghiệp, xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 478 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký là gần 4,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, từ đầu năm đến nay có 14 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký trên 48 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu là Nhật Bản có 166 dự án, Hàn Quốc có 144 dự án, Trung Quốc có 105 dự án. Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 530 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 4.520 tỷ đồng, có 110 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Được biết, toàn tỉnh hiện đã có gần 12.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh với số vốn đầu tư đăng ký là 119.000 tỷ đồng, trong đó trên 73% doanh nghiệp đang hoạt động. Vụ mùa năm nay, Hội Nông dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và xã Long Xuyên triển khai mô hình tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ gạo Bắc Thơm số 7 an toàn. Tổ hợp tác sản xuất gồm 42 thành viên, quy mô diện tích 5 ha, được tập huấn quy trình kỹ thuật, hướng dẫn cách sử dụng chế phẩm sinh học để tăng năng suất và phòng chống bệnh bạc lá trên lúa. Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ kinh phí mua vật tư đầu vào là 104.000 đồng một sào. Năng suất lúa Bắc Thơm số 7 của mô hình ước đạt khoảng 220 kg một sào. Với giá bán dự kiến 8.000 đồng một kg, nông dân thu được khoảng 1,7 đến 1,8 triệu đồng một sào. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí ước đạt khoảng 700.000 đồng một sào. Hội Nông dân huyện liên kết các thành viên mô hình tổ hợp tác với doanh nghiệp chuyên xay sát chế biến gạo ở xã Long Xuyên để thu mua gạo cho các thành viên mô hình tổ hợp tác và hỗ trợ tổ hợp tác một số bao bì mang nhãn hiệu gạo Bắc Thơm số 7 an toàn của tổ hợp tác để quảng bá sản phẩm. Trong những năm qua, được sự hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, Hội Nông dân xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, có nguồn thu nhập ổn định cho hội viên nông dân. Hai năm trở lại đây, gia đình chị Điêu Thị Khởi, bản Phiêng Luông 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, chăn nuôi 4 con bò. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh từ đầu năm 2019, gia đình chị đã mua thêm 4 con bò nữa để phát triển kinh tế. Đồng thời, gia đình chị cũng được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng tránh dịch bệnh ở đàn gia súc, nên đàn bò của chị phát triển sinh sản tốt, không có dịch bệnh lây lan. Từ hôm vay vốn này tôi đi mua bò, bây giờ nó cũng sinh sản được 2 con nhỏ rồi. Cũng thấy gia đình cũng bớt lo hơn, cũng hiệu quả hơn như trước đây. Mua bò, xong lại mua cả lợn nữa về nuôi.
với lại trồng cỏ voi, trồng xung quanh đây đất trồng khoảng 5 sào cỏ. Dự án chăn nuôi bò sinh sản được triển khai tại bản Phiêng Luông 1-2 từ đầu năm 2019. Theo đó có 10 hộ dân được vay vốn với số tiền là 500 triệu đồng. Bên cạnh đó các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh. Vì thế dự án phát triển rất tốt. Khi được vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân thì tôi cũng vận động bà con làm trang trại để nuôi nhốt, không được thả rông và trồng cỏ, cho bò ăn thêm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay bà con tham gia dự án đã mua được 30 con bò, trong đó có 28 bò cái sinh sản và 2 bò đực, chủ yếu là giống bò vàng tại địa phương. Hiện tại là xã Nam Hàng là có 3 dự án, là dự án chăn nuôi bò sinh sản là 2 dự án và 1 dự án là chăn nuôi dê. Là lúc đầu thì dự án thì cũng khó khăn một chút, nhưng mà do bà con thì cũng nắm bắt được kỹ thuật và hướng dẫn của hội nông dân huyện thì được tập huấn, xong là bây giờ bà con cũng dần dần làm quen với mô hình và bây giờ mô hình rất là phát triển tốt. Nậm Hàng là một xã còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Thế nhưng từ khi có nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều người dân đã thực hiện triển khai mô hình sản xuất, phát triển chăn nuôi. Có thể thấy quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những chương trình cho vay có tính thiết thực và đạt hiệu quả, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Theo báo cáo về kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt vào tháng 6, năm nay tổng công ty dự kiến sản lượng và doanh thu hợp cộng bằng 77% trở lên so với năm ngoái. Đáng chú ý, dự kiến lỗ sau thuế tới 1.394 tỷ đồng. Báo cáo của Tổng công ty Đường sắt cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến lỗ 711 tỷ đồng, trong đó hai công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn và Hà Nội dự kiến lỗ 618 tỷ đồng, công ty mẹ dự kiến lỗ 168 tỷ đồng, còn lại 20 công ty cổ phần đường sắt dự kiến lãi tổng cộng gần 70 tỷ đồng, 3 công ty cổ phần khối công nghiệp cơ khí dự kiến lãi gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Đường sắt cũng dự kiến ghi nhận các khoản lỗ khác. Một điều cần lưu ý là kế hoạch lỗ tổng cộng gần 1.400 tỷ đồng trên được xây dựng dựa trên giả định mức lỗ kế hoạch mà chưa tính đến tác động của COVID-19. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết sản lượng vận chuyển hành khách nội địa tại cảng đã phục hồi hoàn toàn, tương đương với trước khi có dịch bệnh COVID-19. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài có khoảng từ 400 đến 450 lượt chuyến bay với hơn 60.000 khách, trong đó hầu hết là chuyến bay quốc nội. Căn cứ vào kế hoạch bay của các hãng hàng không trong nước, sản lượng bay nội địa giai đoạn cuối tháng 6 đến tháng 7 dự kiến tăng 20% so với thường lệ trong mùa du lịch hè. Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo để thuận tiện trong việc hoàn thành các thủ tục hàng không mùa cao điểm hè năm 2020, hành khách tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, chủ động có mặt sớm để làm thủ tục hàng không ít nhất trước 2 tiếng đối với khách chưa làm thủ tục check-in tại nhà, trước 1 tiếng đối với khách đã làm thủ tục check-in trước. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thời gian gần đây, hầu hết các quầy thịt lợn tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều vắng khách. Nguyên nhân là do giá thịt lợn liên tiếp tăng, dẫn tới nhu cầu dùng thịt lợn của người dân trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Tại chợ Phú Hiến, thành phố Hưng Yên, chợ Bao Bì, thị xã Mỹ Hào, chợ Ngàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, những ngày trước đây có rất nhiều quầy thịt lợn phục vụ người tiêu dùng. Nhưng những ngày này, ngay cả vào giờ cao điểm cũng chỉ có số ít quầy hoạt động và kinh doanh theo hình thức cầm chừng. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do giá thịt lợn liên tục tăng gấp 2 lần so với thời điểm trước đây. Ế lắm. Trước thì bán 50 cân, bây giờ chỉ bán được 20 cân thôi. 20 cân cũng không hết đâu. Người ta cứ bảo đắt quá, người ta không dám sử dụng, người ta không dám ăn. Bây giờ gần 200 nghìn một cân thịt thì ai ta dám ăn. Thành ra chợ rất là ế. Vì là trước người ta ăn 1 cân thì bây giờ người ta chỉ ăn 3 lạng. Đến thời điểm hiện tại, cả nước phải tiêu hủy trên 6 triệu con lợn vì dịch tả lợn châu Phi. Riêng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, buộc phải tiêu hủy trên 180.000 con. Cộng với giá con giống tăng cao, hiện 3 triệu đồng một con, khó khăn để các hộ chăn nuôi tái đàn trở lại. Khan hiếm lợn chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới giá thịt lợn tăng cao chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Chỉ trong vòng vài tháng, giá thịt lợn hơi đã tăng từ 40.000 đồng trên 1 kg lên đến 80-90.000 đồng trên 1 kg,
có ngày tăng tới 95 đến 97.000 đồng trên 1 kg. Hiện thịt ba chỉ, rẻ sườn, mông sấn trước đây giá chỉ từ 65.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg, nay đã tăng tới mức 150 đến 160.000 đồng trên 1 kg, khiến người tiêu dùng cũng phải điều chỉnh mức chi tiêu. Lợn thì với người dân mình thì nó vẫn là quan trọng nhất. Đấy, thì ăn cái gì thì ăn nhiều khi vẫn muốn ăn thịt lợn, thế nhưng mà nó rất là đắt cho nên cũng hạn chế rất là nhiều. Trước thì tôi hay mua nhiều, bây giờ mua giảm đi vì giá cả nó lên cao. Mong muốn người dân bây giờ bình ổn giá để cho cuộc sống nó dễ chịu hơn. Theo cơ quan chức năng, giá lợn hơi tăng là do thiếu hụt nguồn cung, trong khi việc tái đàn, tăng đàn gặp khó khăn do thiếu lợn giống. Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng phát triển ổn định đàn lợn, tập trung tăng đàn tại chỗ ở các cơ sở chăn nuôi tập trung đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Thời gian vừa qua, Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng như chảo lửa. Để tránh cái nắng gay gắt hơn 40 độ C, nhiều nông dân ở xã Tam Thành, huyện Thanh Oai, Hà Nội phải thức dậy từ giữa khuya để cấy lúa cho mùa vụ mới. Hình ảnh trên đã được hãng tin Reuters ghi lại. 2 giờ sáng, lúc trời còn tối mịt, những người nông dân ở xã Tam Thành, Hà Nội đã ra đồng, tranh thủ cấy lúa cho vụ mùa mới nhằm tránh cái nóng thiêu đốt ban ngày. Nhưng để bây giờ mà phơi nóng như ngày xưa thì chắc chắn không phơi được. Khó khăn không vặt được. Nhờ phải máy móc hết. Cũng may chứ có gì. Bây giờ mà không có máy móc bây giờ thì nếu mà cấy như ngày xưa, gặt như ngày xưa chắc chắn là bỏ hết đồng. Mặc dù năng suất giảm xuống còn một nửa so với cấy vào ban ngày, nhưng những nông dân này cho biết có thể làm việc lâu hơn khi cấy lúa vào ban đêm. Hơn nữa, cấy vào buổi đêm giúp cây lúa không bị héo như vào ban ngày. Lắng gắt quá, kéo dài quá, dân tình nếu ra cấy ban ngày không được bao nhiêu. Thì anh dân tình tổ chức là rổ mạ, khéo rổ ban ngày thì đêm cấy. Độ 1 giờ, 2 giờ sáng thì đi cấy cho nó đạt hiệu quả hơn. Không, nếu ban ngày cấy thì 7, 8 giờ nó lắng quá, không chịu. Nằm lóc này con nói là cấy để đủ ăn thôi. Còn như bây giờ thì không như ngày trước được. Ngày trước là dựa hết cả vào nông dân. Thế nhưng bây giờ mình là không dựa nữa. Mà bây giờ toàn đa số làm ngoài. Một vài năm trở lại đây, Việt Nam đã liên tục phải chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Thậm chí, thời điểm nhiệt độ cao nhất được ghi nhận vào năm ngoái ở mức 43,4 độ C tại tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết nhiều khu vực của Việt Nam đang hứng chịu những đợt nắng nóng mới trong năm nay, mặc dù nhiệt độ cho đến nay vẫn dưới mức cao kỷ lục của năm ngoái. Việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam luôn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia một cách tích cực bằng nhiều hình thức sáng tạo và phong phú. Và thực tế cũng cho thấy di sản chỉ có thể được giữ khi cộng đồng muốn giữ và khi đã muốn họ sẽ giữ đến cùng. Màu dân tộc vẫn đang bừng trên giấy điệp. Vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống hiện đại, trong vô vàn khó khăn và thử thách, nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả cùng gia đình luôn miệt mài khôi phục và làm sống lại nhiều tuyệt tác, quảng bá tranh dân gian Đông Hồ ở nhiều nơi. Hiện nay tại làng tranh Đông Hồ, số nghệ nhân gìn giữ di sản này chỉ còn vài người. Đây là những cái giá trị văn hóa truyền thống mà ông cha chúng tôi đã kết tinh sáng tạo tồn tại đến ngày hôm nay. Thì tôi cũng mong muốn mọi người sẽ tìm hiểu những cái giá trị văn hóa truyền thống này và các bạn sẽ thấy cái cuộc sống này nó có giá trị hơn. Còn đây là buổi sinh hoạt kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay của Câu lạc bộ Dân ca Ví Dạm xứ Nghệ tại Hà Nội. Cộng đồng những người con xứ Nghệ đã tập hợp lại và giữ gìn giá trị di sản quý báu của cha ông một cách tự nguyện. Câu lạc bộ dân ca Ví Dặm có đoàn nghệ thuật UNESCO dân di sản dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội. Đoàn có 60 người, câu lạc bộ có 25 người. Như vậy là 85 người hoạt động trong 5 năm. Nói chung rất nhiều khó khăn, tự nguyện, tự trang trải, tự lo toan để bảo tồn cái giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Phải tìm cái hướng đi nào cho dân ca Việt Nam nói chung và riêng cái dân ca Ví Dặm nói riêng. Đó cũng là một cái bài toán, một cái cần phải suy nghĩ. Khi mà chúng ta làm xã hội hóa là mình phải làm ra sản phẩm để người ta đón nhận mình và người ta mời mình biểu diễn. Theo các chuyên gia văn hóa, chỉ có dựa vào sức mạnh của cộng đồng trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận thì công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Từ đó, văn hóa mới trở thành động lực, sức mạnh nội sinh để phát triển quê hương, đất nước. Cộng đồng gắn với di sản và chung tay xây dựng di sản
nó luôn luôn là những vấn đề nóng hổi và nó cũng luôn luôn là những các cái vấn đề then chốt để giúp cho vấn đề bảo tồn các cái di sản. Các cộng đồng là các cái chủ thể của di sản, người ta nắm giữ, người ta thực hành, có những cái di sản người ta thực hành hàng ngày hoặc là vào những cái dịp nào đấy thì người ta đưa ra thực hành, thì đấy là cái vai trò cộng đồng, là tất cả của cộng đồng cả, và cộng đồng và họ có ý thức là giữ gìn các cái di sản của chính họ. Chính người dân là chủ thể đích thực lâu dài, đồng thời là đối tượng tham gia trực tiếp bảo vệ di sản. Đó cũng là cách bền vững nhất để di sản sống mãi với thời gian. Là địa phương có nhiều đồng sen đẹp, thời điểm này những đồng sen ở tỉnh Hưng Yên đang vào mùa thu hoạch. Sen không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân nơi đây mà còn làm đẹp thêm cảnh quan làng quê và con người yêu sen. Hiện đang là mùa hoa sen, nhiều du khách đã tìm đến các đầm sen để chụp ảnh. Thời điểm chụp là sáng sớm hoặc chiều tối để tránh nắng nóng. Những đầm sen thu hút nhiều khách chụp là tại các địa điểm sau: đầm sen đối diện Sơn Nam Plaza, đầm sen phía sau Ủy ban nhân dân phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, đầm sen thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Những đầm sen này đều có diện tích trên dưới 1 hectare. Tuy nhiên, việc chụp ảnh tại những khu vực này đều tự phát. Mỗi lượt chụp, du khách sẽ phải trả từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng. Đây cũng là một tiềm năng du lịch. Các chủ đầm sen nên có sự liên kết với chính quyền địa phương và các đơn vị tổ chức tour du lịch để có những địa điểm du lịch sinh thái trong thời gian tới. Sau một thời gian theo dõi, điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng Internet với số tiền lên đến 20.000 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc liên tỉnh có quy mô lớn. Qua vụ án này, một lần nữa đã sóng lên hồi chuông cảnh báo về tội phạm đánh bạc bằng công nghệ cao hiện nay. Quá trình điều tra, ban chuyên án bắt giữ 20 đối tượng, trong đó Lê Tuấn Vinh, sinh năm 1988 và vợ là Trần Thị Ngân, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Hoàng Văn Tân, sinh năm 1988 và em trai là Hoàng Văn Nhâm, sinh năm 1992, trú tại xã Hùng An, huyện Kim Động, là các đối tượng cầm đầu 5 đại lý trong đường dây đánh bạc trên mạng Internet. 16 đối tượng khác trong đường dây có địa chỉ tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Giang. Qua khám xét, ban chuyên án thu được vật chứng gồm 38 điện thoại di động, 7 bộ máy vi tính các loại, gần 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều SIM điện thoại, thiết bị kết nối mạng Internet và các vật chứng liên quan. Phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng. Theo hồ sơ điều tra, đây là 5 đại lý cấp 1 của 5 trang game bài đổi thưởng khác nhau, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Mỗi game bài có hơn 20 đại lý cấp 1. Mỗi đại lý cấp 1 lại có vài chục đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc. Các trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu, sóc đĩa lô đề, tiến lên miền Nam, bốc cơ, bắn cá, v.v. Đầu năm 2018, tôi có mở một quán internet game tại Tây Hồ Hà Nội. Trên các trang mạng xuất hiện nhiều game bài cho người chơi là đổi thẻ đánh bằng tiền ảo nhưng được quy đổi ra tiền thật để kiếm thêm thu nhập. Tôi đã có tải các game đó về điện thoại và tôi đã xin các đại lý cấp 1 ở trong đấy làm đại lý cấp 2. Tiện cho công việc mua bán, trao đổi tiền game thì tôi có mở các tài khoản ngân hàng online. Song song với việc bán online cho các khách ở trên Facebook, tôi có bán cho khách ở quán game chơi tại quán. Sau khi đã được cơ quan cảnh sát điều tra nói rõ về hành vi của mình thì tôi nhận ra đó là hành vi sai trái vi phạm pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định những game bài đánh bạc trên hoạt động từ năm 2018 đến nay có hàng triệu tài khoản của các con bạc đăng ký tham gia. Sơ bộ bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến trên 20.000 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này thường là các đối tượng trẻ và có trình độ về công nghệ thông tin, có trình độ về lập trình, về quản trị mạng. Đây là loại tội phạm ẩn và thực hiện ở trên không gian mạng, hoạt động rất là kín kẽ và tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Quá trình thu thập chứng cứ, đối tượng là vì có trình độ nên là đặt rất nhiều các tầng mật khẩu, bảo mật nhiều lớp và đặt các thiết bị tại nhiều nơi. Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều đối tượng dễ dàng thiết lập các game trò chơi trực tuyến trá hình nhằm tạo ra các sới bạc trên mạng. Để phòng ngừa hiệu quả nạn cờ bạc công nghệ cao, người dùng cần phân biệt được đâu là game hợp pháp và đâu là game đánh bạc. Cùng với đó, mỗi người cần tự ý thức rằng đánh bạc trực tuyến cũng là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại kinh tế của bản thân, gia đình và gây hệ lụy xấu cho xã hội.
Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền cũng như đấu tranh xử lý nghiêm tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.